Ta em biết đâu đến bộ điều khiển trò chơi không dây Neo Geo cho Windows 10, 11, Enderzot và Neo Geo Mini. Các tính năng mới và khả năng tương thích, chúng tôi đã thêm các nút quay lại, chức năng turbo và hoán đổi bố cục nút để có trải nghiệm chơi game tương thích và linh hoạt hơn. Bluetooth 2.4G, có dây, kết nối không dây qua Bluetooth hoặc đăng gân 2.4G để chơi game liền mạch hoặc cắm và chạy qua AC bờ đến C có dây. Tất cả các chi tiết quan trọng đã được ghi lại và làm lại, cảm giác bấm, âm thanh và cảm giác của bản gốc. Sản phẩm bán chạy trên Ali, xem thêm chi tiết trên website.